Xin chào, bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em giới thiệu cho các mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Sava, Sava High Speed, một mẫu xe không full carbon được chạy bộ đồ của Shimano Soza, mức giá bên em đang bán rất là rẻ cho một con xe Đức, con xe hiệu Đức không carbon, chỉ có 12.800.000. Các bác đã được một con xe rất là thiết kế rất là thời thượng, đời mới. Cái khung dẹp khí động học, toàn bộ phần khung như các bác thấy là toàn bộ là carbon siêu nhẹ. Đó, tổng thể xe thì các bác thấy trên hình xe thì còn rất là mới, em mới bóc thùng xe sáng nay còn chưa vệ sinh gì nhiều luôn, các thấy vẫn còn bụi, còn rất nhiều bụi này, còn em hầu như là chưa vệ sinh là đã phải lên luôn các bác xem. Đó, xe rất là đẹp để các bác vệ sinh lại này. Cực kỳ mới luôn, Sava hiệu Đức. Với cái dòng Sava này các bác chơi xe thì đã quen là hiệu Sava nên cho ra đời những chiếc xe khung carbon mà rất là cứng cáp. Các bác có thể tìm hiểu thêm ở trên Google về những bài test khung của nó cực kỳ cứng, chạy bộ điểm động full Shimano Soza, bánh ba mảnh, bánh ba mảnh theo xe của Sava. Máy dư Sava, vành cao bảng, vành nhôm khoảng 46 phân, điều trục rỗng và wheel, đi sau đi vòng bạc đạn, khối nổ. Làm chỗ nào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Cái xe của các bác từ khoảng 1m65, 1m65 đến khoảng 74-75 nên là phù hợp. Chín lít và 2 tầng đĩa cho xe có 18 tốc độ khác nhau, rất là mượt mà. Xe mới về mà chưa làm cái gì luôn, nó còn bụi, chuyển động cũng chưa sờ vào nó. Các bác nhìn cực kỳ mượt mà. Giá em đang bán là 12.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 1993. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, bấm cả đấy nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.